thực hư việc dương Dương nhiệt ba tái hợp trong dự án yêu em từ cái nhìn đầu tiên 2 cộng đồng mạng đang xôn xao thông tin bộ phim ngôn tình yêu em từ cái nhìn đầu tiên phần 2. ngay lập tức nhiều người hâm mộ gọi tên cặp đôi địch lệ Nhật ba và dương Dương cho vị trí diễn viên chính bộ phim yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Google mạng đã một thời làm mưa làm gió trên màn ảnh gần đây nữ tác giả chia sẻ cô ấp ủ phần 2 cho bộ phim và được dự đoán sẽ đặc sắc không kém phần 1. Đường trước thông tin trên, nhiều cư dân mạng bắt đầu xôn xao, bàn tán về vị trí diễn viên chính trong đó nhiệt ba và dương dương được khán giả mong chờ sẽ làm nên một kiệt tác ngôn tình. Nhiệt ba luôn là nữ diễn viên được nhiều nhà sản xuất phim tin tưởng. Màn kết hợp dự đoán sẽ bùng nổ màn ảnh. Bộ phim yêu em từ cái nhìn đầu tiên từ ngày phát sóng đến nay đã gần nửa thập kỷ, nhưng đã lại lại dấu ấn trong lòng khán giả vẫn sâu sắc. Vai nữ chính của năm ấy là Trịnh Sảng, kết hợp với nữ diễn viên là Dương Dương đã nhận được vô vàn lời khen từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên nhìn vào thực tế hiện nay, Trịnh Sảng không có khả năng quay lại làng giải trí Trung Quốc. Trước cái nữ chính còn khuyết lúc này, nơi cộng đồng mạng ra sức dự đoán và nhiều cái tên được rèo gọi như Đường Nghệ Hân, Trương Tuyết Ngân, Địch lệ Nhiệt Ba. Trong đó Nhiệt Ba là ngôi sao hy vọng lớn nhất, bởi lẽ mỹ nhân Tân Cương đã từng có sự hợp tác vô cùng ăn ý với nam diễn viên Dương Dương. Bên cạnh đó cộng đồng mạng cũng đoán ra đoán non liệu nam nữ chính có tiếp tục làm nên thành công trong yêu em từ cái nhìn đầu tiên phần 2 hay không. Mọi người hy vọng nội dung ở phần sau sẽ khai thác sâu hơn nữa về chuyện tình ngọt niệm của cặp đôi chính. Sự kết hợp của cặp đôi sỏi ca và mỹ nữ trong bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh đã giúp bộ phim dễ dàng tiến đến vị trí đầu bảng xếp hạng người xem. Nhiều người không quá ngạc nhiên trước thành tích trên vì nội dung phim cuốn hút lại có thêm cặp đôi nhiệt ba dương dương bùng nổ chemistry. Nội dung phim Em là niềm kêu hãnh của anh không quá kịch tính căng thẳng nhưng vẫn thu hút nhiều người xem. Câu chuyện tình ngọt ngào được cả hai diễn viên tái hiện cũng đủ khiến người xem mê mẩn. Dương Dương Nhiệt Ba còn nghiệm nhiên trở thành cặp đôi vàng được yêu thích nhất nhìn màn ảnh chung năm 2021. Nhiệt Ba và Dương Dương thực sự quá đẹp đôi, vì vậy nếu có cơ hội tái hợp trong bộ phim Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên phần 2, người hâm mộ mong mỏi hai người sẽ thể hiện tốt hơn nữa. Dù chưa có thông tin chính thức về bộ phim Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên phần 2, nhưng người hâm mộ đã liên tục dự đoán về giòn cát. Có lẽ bộ phim sẽ dễ dàng hấp dẫn khi vai diễn chỉnh do cặp đôi Nhiệt Ba Dương Dương, Dương đảm nhận. Vậy bạn nghĩ sao nếu cặp đôi này một lần nữa tái hợp? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.